Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường cổ phiếu trung tâm. Đào tạo Forex, tôi là Trần Quốc Minh, chủ của xe đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá. Và tôi chia sẻ bằng chính những kỹ năng giao dịch của bản thân mình xuyên suốt cả một chặng đường hơn 10 năm qua ở trên thị trường, bằng chính những giao dịch và bằng lịch sử giao dịch của bản thân tôi trên thị trường để cảnh báo và cho nhà đầu tư thấy rõ về những góc khuất và những vấn nạn trên thị trường. Và bản thân các bạn có thể thấy rõ đây là những nỗ lực của bản thân tôi để dần dần hoàn thiện, để có thể chia sẻ và minh chứng, dẫn chứng với mọi nhà đầu tư, cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể thấy và hiểu rõ về các giá trị giao dịch áp dụng ở trên thị trường. Và các bạn có thể thấy rõ thì nhà tôi không hề phân tích về xu hướng nhận định ở trên thị trường hay đưa ra chiến lược hoặc dùng trading view để nói như đúng rồi, mà tất cả các giá trị mà tôi có được đều là những minh chứng thực tế bằng chính những giao dịch của bản thân tôi xuyên suốt cả một chặng đường dài để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá bằng chính những phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm áp dụng vào trong thực tế của bản thân mình đầy hiệu quả để cho nhà đầu tư cùng theo dõi, nhìn nhận và đánh giá. Và bản thân các bạn là những người tham gia trải nghiệm trên thị trường nên tự đưa ra cho các bạn những giá trị để làm sao hiểu được và để đánh giá cho đúng, nhìn nhận cho nó rõ ở trên thị trường để bản thân các bạn đi được đúng trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi gửi đến nhà đầu tư và cho nhà đầu tư thấy rõ về giá trị thực tế này. Các bạn có thể thấy rõ. Giao dịch được thì phải minh chứng và trong thực tế giao dịch được thì phải có giá trị để chúng ta kiểm chứng, chứ không phải nhà chỉ nói mồm phân tích như đúng rồi đây ở ngoài kia. Bởi vì kiến thức thực tế nó sẽ khác xa so cả những gì mà các bạn đang nghe bọn chúng nói hoặc nghe bọn chúng phân tích và nghe bọn chúng chia sẻ. Tôi nói thật với cả các bạn, ở trên khắp các cõi mạng từ YouTube cho đến bất kỳ một chỗ nào đi chăng nữa thì toàn là những câu chuyện, rồi toàn là những thánh kể về thành công của bản thân bọn chúng, nhưng chúng ta không bao giờ thấy bọn chúng vận dụng, áp dụng vào trong thị trường. Đó mới là thực tế mà các bạn cần phải hiểu. Tại làm sao như vậy? Bởi vì có giao dịch được đâu để mà dẫn chứng hay minh chứng. Đấy là những thực tế mà nhà đầu tư cần phải biết, chứ không phải các bạn đi sưu tầm cho các bạn một phương pháp rồi các bạn nói rằng các bạn sẽ thành công như thế này hay như thế nọ mà các bạn không chịu rèn luyện. Xin lỗi nhà đầu tư, các bạn sẽ chỉ là những người trả giá mà thôi. Tôi gửi đến nhà đầu tư và cho nhà đầu tư thấy rõ về những thực tế này và những vấn nạn ở trên thị trường, và bản thân các bạn cần phải hiểu rõ tại làm sao tôi áp dụng được vào trong thực tế. Tôi vận dụng ở trong thị trường từ phương pháp đánh scalp, đánh swing, đánh lướt, đánh hẹp, nhồi lệnh, tất cả những giá trị tôi chia sẻ nhà đầu tư là cả quá trình dài mà tôi luyện tập để mà tôi có được để gửi cho các bạn. Bởi vì bản thân tôi muốn rằng tôi chơi được thì tôi sẽ phải dẫn chứng, minh chứng vào trong thực tế, chứ không phải lên giống như bọn gà ngoài kia lấy mấy cuốn sách đều ra mà bản thân bọn chúng còn không hiểu, không vận dụng, không áp dụng được thì làm sao ra ngoài có thể dẫn chứng hay cho các bạn thấy rõ được những kỹ năng đi lệnh ở trên thị trường. Và bản thân các bạn cần phải hiểu rõ, làm gì có cái chuyện là nhà ăn dài bíp thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền ở trên thị trường này, hay là nhà ăn ít bíp sẽ không kiếm được nhiều tiền. Tiền không phải là do bíp ở trên thị trường hoặc là ăn ngắn hay ăn dài, nó ở khối lượng ở nhà đầu tư có thể kiểm soát, có thể đi được lệnh ở trên thị trường. Đấy chính là thực tế mà bản thân các bạn cần phải hiểu rõ khi tham gia trải nghiệm, khi tham gia tìm hiểu. Và bản thân các bạn cần phải đánh giá lại năng lực của bản thân chính các bạn ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi gửi đến nhà đầu tư với những minh chứng bằng chính giao dịch của bản thân mình và bằng những giá trị mà bản thân tôi phải nỗ lực để có được như ngày hôm nay, để dẫn chứng, để chia sẻ, để cho các bạn thấy bằng thực tế những lệnh mà tôi đang đi ở trên thị trường và cộng đồng tự đưa ra các giá trị cho bản thân các bạn khi tham gia trải nghiệm ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư, rất nhiều các con gà vào gáy như đúng rồi, nào là phải như thế này hay như thế kia, nhưng có một thứ duy nhất đó là nhà giao dịch và chứng minh giống như tôi đây thì những con gà đấy lại chạy ngay. Đó là thực tế mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Chẳng có thằng trader nào
mà đánh một cái lệnh chỉ có gì nhỉ, nó đi một cái khối lượng mà chỉ có 0,05 hoặc 0,1 thì là trò hề. Và bản thân các bạn cần phải hiểu rõ, bọn tôi đánh thì bọn tôi rút là liên tục ở trên thị trường. Và tài khoản này thì vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024 vừa qua, thì tài khoản này thì tôi xuất phát điểm chỉ có 5.000 thôi, nhưng mà gì nhỉ, rất nhiều lần tôi đã rút trực tiếp ở trên live stream của cái tài khoản này, chia sẻ cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng thấy rõ. Các bạn có thể tua lại lịch sử từ ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024 cho đến nay, thì rất nhiều các live stream tôi đã lên tôi rút ở trên thị trường trực tiếp bằng tài khoản này cho nhà đầu tư. Đấy, đấy là nhà những minh chứng thực tế. Và các bạn đừng có nói rằng ở 1 tháng hay 1 ngày, 1 tuần, hoặc là nhà ăn bao nhiêu phần trăm, hoặc tỷ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm. Xin lỗi nhà đầu tư, tôi là người chơi được thật sự, tôi nghe như vậy là tôi khẳng định luôn rằng đó chỉ là những con gà, những đứa không áp dụng được vào trong thị trường thực tế này. Đó, rất nhiều kẻ cao phím nói như đúng rồi, nhưng có dẫn chứng, có minh chứng, có chơi được giống như tôi không? Xin lỗi nhà đầu tư, đều không. Đấy là thực tế mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Và tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị của kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm và những giá trị thực tế, và cho nhà đầu tư những cảnh báo bằng chính những giao dịch của bản thân mình để nhà cộng đồng hiểu rõ. Và mời nhà đầu tư theo dõi live stream này. Đêm hôm qua tôi thức hầu như là gì nhỉ, nguyên đêm để xem. Đó, anh em thấy rõ đó, lên cào phím với tôi thì kêu là nhỉ, không biết đánh, không biết đánh mà đánh được như tôi đây. Và tôi còn rất nhiều các tài khoản khác mà tôi cũng đang thả những cái điểm này,
Và không phải nhà chỉ thả với cả một lót thế đâu. Đấy là chia sẻ cả cộng đồng và nhà đầu tư. Và tôi mong muốn bản thân những các bạn theo dõi thì tự đưa ra cho các bạn những nhìn nhận, những đánh giá và bản thân các bạn trải nghiệm nha. Xin chân thành cảm ơn anh em. Chúc anh em giao dịch thành công.